Ok, hai chào cả nhà đã quay trở lại với channel Thổ Địa Kada và đến cái chuỗi clip mang tên là Kada không sao 101 để cùng tìm hiểu về những vấn đề du học và cuộc sống tại Kada. Thì như mọi người đã biết là một trong những cái trở ngại lớn nhất khi mà đi du học Kada theo mình nghĩ là cái nhiệt độ ở đây, có nghĩa là cái thời tiết ở đây nó khá là khắc nghiệt, có những cái vùng nó sẽ lạnh, thường là sẽ 6 tháng và nhiệt độ có thể là âm từ 20 đến 30 độ chẳng hạn. Hay là cái khu vực mình ở là Ontario và thành phố mình ở là Mississauga đi, thì cũng có những cái hôm nó xuống tới âm 20 độ là bình thường. Thì với phụ huynh và học sinh ở Việt Nam, đặc biệt mình là xứ nóng đi, thì cái việc mà nó nhiệt độ nó âm thật sự là nó cũng rất là đáng sợ đúng không? Nhưng mà chính vì là người dân ở đây họ phải sống trong cái thời tiết như vậy, cho nên là họ đã phát minh ra rất là nhiều cái biện pháp để giữ ấm, ví dụ như các loại quần áo hay là các thiết bị để là sưởi. Và bạn có thể gặp những cái thiết bị sưởi này ở bất cứ đâu trong cuộc sống của bạn. Ví dụ trong cái apartment của bạn thì sẽ có hệ thống sưởi trung tâm, hay là bạn đi xe bus cũng có sưởi, đến cái bus station, những cái trạm đợi xe thì thỉnh thoảng cũng sẽ có những cái trạm nó trang bị hệ thống sưởi cho bạn. Rồi bạn vào building, vào trường học hay là đến những cái public building đi thì cũng sẽ có hệ thống sưởi, cho nên là nó giúp cho cuộc sống của chúng ta nó đỡ, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Rồi trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một cái chủ đề, đó là cái lựa thiết bị sưởi phù hợp cho cá nhân của bạn. Thì đây là một câu hỏi mình nhận được của một bạn trong group là Kada không xa. Mình muốn là thông qua những chia sẻ của mình á, thì phụ huynh và các bạn học sinh Việt Nam có thêm cái kinh nghiệm trong cái việc mà lựa chọn những cái thiết bị sưởi cá nhân, cũng như là bớt đi những cái lo lắng về cái việc mà thời tiết ở Kada. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Có một sự thật là Canada bởi vì lạnh như vậy cho nên các hãng cũng đua nhau chế ra rất là nhiều cái loại sưởi khác nhau, có rất là nhiều thương hiệu, giá tiền, cơ chế vận hành. Thì đây là ba cái loại mà mình có dịp sử dụng, và đây cũng là ba cái loại mà gọi là được highly recommend sử dụng ở Canada. Và ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho mọi người cái ưu và nhược điểm của từng loại thông qua những cái trải nghiệm thực tế của mình trong quá trình mà sử dụng ba cái loại trên này á. Thì mình hy vọng là sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn trong cái việc lựa chọn cái sản phẩm phù hợp cho các bạn. Cái loại thứ nhất, nếu bạn nhìn sơ qua bạn sẽ thấy là nó rất giống một cái quạt ở Việt Nam đúng không? Và bạn nào hồi xưa có xài truyền hình kỹ thuật số thì biết nó cũng khá giống là cái anten parabol. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái loại này cũng rất là đơn giản, nó sẽ làm nóng cái lõi thép ở trung tâm của cái lòng chảo. Sau đó thì cái nhiệt sẽ lan ra cái lòng chảo và phát ra về cái hướng đối diện của nó. Thì cái ưu điểm của cái loại này á là nó làm nóng rất là nhanh, bởi vì nó là cơ chế làm nóng một cái cuộn thép. Ok, rồi thứ hai nữa là nó cũng rất là nhẹ, và thứ ba là rất là nhỏ gọn, rất là dễ cất giữ trong nhà của bạn. Nhưng mà cái khuyết điểm của cái loại này, thứ nhất á là nó không có an toàn, bởi vì bạn nhìn kỹ á, nó giống như là những cái nan của cái quạt vậy, cho nên là nó không có được khít. Và nếu mà giấy hay là vải rớt vào bên trong đó, nó sẽ có thể gây ra cháy. Thứ hai nữa là bởi vì toàn bộ cái chảo này nó làm bằng kim loại, cho nên là có thể gây phỏng. Và nếu là có trẻ em trong nhà thì cái loại này rất là nguy hiểm. Cái loại thứ hai á, là cái loại gọi là ceramic tower heater. Đây là một cái dạng hình cột đứng đúng không? Ở Việt Nam mình cũng có cái giống như vậy mà là cái quạt đó. Bây giờ nó hay làm cái quạt đứng để thổi á, thì cái này là một cái heater, cái máy sưởi đứng như vậy. Thì cái cơ chế của nó cũng tương tự với cái loại thứ nhất, có nghĩa nó sẽ làm nóng cái vòng nhiệt, cái vòng thép bên trong, rồi sau đó nó có hai cái quạt ở phía đằng sau để thổi cái lượng nhiệt mà đã được làm nóng đó về cái hướng mà mình mong muốn. Ok, nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là bởi vì á, nó là ceramic, có nghĩa là nó làm bằng sứ, cho nên là cách nhiệt rất là tốt, nên nó giải quyết được cái vấn đề của cái loại thứ nhất đó, là nó sẽ không có bị phỏng khi bạn chạm vào lúc nó đang hoạt động. Thứ hai nữa là cái lưới sắt bên ngoài của nó cũng rất là khít so với cái loại thứ nhất, cho nên là những cái bụi vải hay là giấy cũng rất là khó mà rớt vào, hay là trẻ em không có đút cái tay vào được. Ok, và thứ ba là cái loại này nó rất là gọn nhẹ mọi người, thường là nó làm bằng sứ một bộ phận thôi, còn lại là bằng nhựa, cho nên rất là nhẹ. Và cuối cùng là nó thường là có thêm một cái bộ remote để mình điều khiển cho nó quay theo cái hướng mình mong muốn, hoặc là mình có thể là chọn là nhiệt độ bao nhiêu và mình hẹn giờ cho nó lại tắt. Tuy nhiên cái nhược điểm của cái loại thứ hai này á, và đồng thời cũng là nhược điểm của cái loại thứ nhất,
Nghĩa là do nó dùng cái cơ chế là làm nóng một cái vòng thép phải để tỏa nhiệt, cho nên là đồng thời cái việc mà nó tỏa nhiệt đó nó sẽ đốt luôn cái lượng không khí có ở trong phòng của bạn, dẫn đến là bạn sẽ cảm thấy rất là ngột. Và nếu mà phòng có trẻ em mà ngủ á, thì rất là nguy hiểm, không có nên sử dụng cái loại này trong một khoảng thời gian dài. Thường là chị sẽ ấp nó khoảng bao nhiêu phút khi cái phòng nó đủ ấm là phải tắt nó đi. Thứ hai nữa là cũng không nên đặt cái hướng mà thổi trực tiếp vô bạn, bởi vì giống như hồi nãy mình nói nó sẽ đốt cái không khí ở cái vùng đó, nên là thông thường á, mình sẽ đặt nó nằm ở cái hướng xa để làm ấm toàn bộ cái nhiệt độ của phòng, hoặc là chĩa nó vô tường để cái nhiệt nó thổi vô tường sau đó nó phản hồi lại cho cái phòng của mình. Cách khắc phục của cái loại 1 và loại 2 á là mọi người bắt buộc phải có thêm một cái hệ thống phun ẩm, cái máy phun ẩm ha, như là trong hình, để bạn giúp cân bằng lại cái độ ẩm trong phòng. Và bạn nhớ ha, cái loại 1 và loại 2 á, mình không có nên bật nó trong một thời gian dài. Thì khi nào mà nó thấy phòng đủ ấm rồi thì bạn tắt đi và bạn chờ cho cái nhiệt độ nó xuống dần rồi bạn bật lên lại. Nhưng mà hiện nay mình biết là có nhiều cái loại xịn hơn, cao cấp hơn, thì nó sẽ tự động nó ngắt điện khi mà đến một cái nhiệt độ mà mình lựa chọn, sau đó là khi mà nó lặn lại rồi nó sẽ tự động làm nóng lên, thì rất là thuận tiện. Cái loại thứ ba là cái loại mà mình highly recommend mọi người xài bởi vì cái sự an toàn của nó, đó là cái loại sưởi sử dụng dầu. Ok, thì mọi người nhìn thấy rồi, nó giống như là một cái thùng bằng kim loại vậy đó, và nó có những cái đoạn kim loại được uốn lượn theo cái dạng sóng. Thì ở trong những cái ống kim loại đó sẽ có cái dầu, thì khi bạn cắm điện vào cái dầu này nó sẽ di chuyển dọc theo những cái ống kim loại đó và nó được làm nóng. Thì cái nguyên lý của nó là khi dầu được làm nóng á thì nó sẽ tỏa nhiệt ra cái môi trường xung quanh. Ok, nguyên lý của nó là như vậy. Thì mình sẽ nói đến khuyết điểm của nó trước ha. Khuyết điểm của nó thì dễ nhìn thấy nhất đó là nó sẽ rất là nặng và khó di chuyển bởi vì nó là một khối kim loại. Ok, thứ hai là bởi vì nó cũng bằng kim loại cho nên là nó sẽ gây ra nóng nếu bạn lỡ chạm vô nó trong quá trình nó đang hoạt động. Nó không phải là giống như cái ceramic là bằng sứ cách nhiệt. Ok, cái thứ ba nữa là bởi vì phải làm nóng cái dòng kim loại, dòng chất lỏng trước rồi nó mới tỏa nhiệt, cho nên là cái thời gian để nó heat up toàn bộ cái phòng nó sẽ lâu hơn. Right. Thứ tư nữa là rất là khó để định hướng cái luồng nhiệt, do nó là một khối kim loại thì nó chỉ tỏa nhiệt ra theo cái hình vòng tròn như vậy thôi. Nhưng mà hiện nay mình thấy nhiều cái loại xịn á thì nó có thể xoay được cái khối kim loại đó, cái ống đó, right, thì để tỏa nhiệt ra theo cái hướng mình mong muốn. Rồi, đó là những cái khuyết điểm của nó. Nhưng mà cái lợi nhất của nó mà nó khắc phục được hai cái yếu điểm của cái loại 1, loại 2 chính là nó sử dụng cái nguyên lý là làm nóng cái dòng chất lỏng để tỏa nhiệt. Cho nên nó không có đốt cái không khí trong phòng của bạn như những cái loại kia. Đấy, những loại kia là cái vòng nhiệt nó bị nung đỏ thì nó bắt buộc nó phải đốt cái không khí xung quanh, từ từ là làm hết cái không khí trong phòng của bạn luôn, hay là làm cái độ ẩm nó giảm xuống rất là nhiều. Nhưng mà cái loại này á, thì nó là chỉ là cái chất lỏng nó được nung nóng rồi nó tỏa nhiệt ra bên ngoài thôi. Thì với cái loại này nó rất là an toàn cho những bạn nào mà có em bé em nhỏ chẳng hạn, hoặc là những cái bạn nào mà tính mình hay lơ đãng á, mình không có nhớ là à mình đã bật hay là tắt cái heater khi mình đi ra ngoài hay chưa, bởi vì nó khi nó nóng đủ rồi á, cái dòng nó nóng đủ nó tự động nó ngắt. À, là thứ nhất. Thứ hai là bởi vì nó là chất lỏng được làm nóng cho nên nó không có gây cháy, là thứ hai, rất là an toàn ha. Ok, thì cái cách để mua được những cái sản phẩm này á, thứ nhất có thể mua trên Amazon nè, rất là tiện lợi, hoặc là đến những cái Walmart, đến Costco nó có bán. Thứ hai, tài chính mà eo hẹp chút xíu thì có thể đến những cái thrift store hay là những cái Treasure Hunt hay là những cái liquidation, là những nơi bán những hàng trưng bày. Ví dụ cái của chiếc đây là chiếc xài của cái Treasure Hunt, tại vì nó có vài chục đồng thôi, được giảm đến 50% lận, và nó cũng có chế độ bảo hành 5 ngày, cứ xài nhà 5 ngày maximum luôn. Nếu mà nó hư thì đổi, không hư thì chắc không bao giờ hư hết, mọi người nhớ ha. Và cái cuối cùng, nếu mọi người có thể mua trên marketplace, bởi vì có rất là nhiều người khi họ moving qua những cái vùng khác á, họ sẽ bán lại hết đồ đạc của họ luôn thì giá rất là rẻ. Hoặc là có những người đến Canada công tác đi thì họ chỉ mua xài cho mùa đông thôi, sau đó là họ bán để họ bay về nước của họ. Thì đó là một cái cách mà bạn có thể tiết kiệm được tiền. Ok, thì đây là toàn bộ cái nội dung mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Nếu bạn thấy là cái nội dung này có ích, bạn có thể like, share và subscribe channel, cũng như là comment bên dưới cái
topic mà bạn muốn, thì trong khả năng của mình sẽ tranh thủ thời gian để làm cho mọi người. Còn bây giờ thì cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.